Hello, SB Studio MIT xin chào mừng mọi người quay lại với channel review nước hoa của Mạnh Tuấn nha. Hiện tại là buổi trưa ngày thứ bảy, trời nóng kinh khủng luôn, nóng dã man, nóng sảy thai. Thật sự là thời tiết càng ngày càng khắc nghiệt. Hè hình như Tuấn để ý là càng về sau mỗi năm thì cái đợt nóng và hè càng ngày nó càng nóng hơn và nó khó chịu hơn. Và chưa bao giờ mà Tuấn ở Sài Gòn mà Tuấn cảm thấy là đi ra ngoài mà nó khó chịu, rồi bước vô trong phòng ngủ mình mở máy lạnh á, nó bị chênh lệch nhiệt độ, nó làm cho mình rất là dễ bị bệnh luôn. Rồi trong giai đoạn này lại đang dịch Covid đang bùng trở lại nữa, cho nên anh chị em đi ra ngoài thì cố gắng ráng đeo lại khẩu trang để hạn chế cái tình trạng là mình đem bệnh về nhà cho những người lớn tuổi trong gia đình và đảm bảo cái sức khỏe của mình qua cái mùa dịch này tiếp theo ha. Bây giờ chắc là vaccine người dân ít chích cái mũi thứ tư thứ năm rồi này kia, đâm ra là bây giờ cái mức độ lây lan nó lại gia tăng, theo trên báo chí nó nói như vậy làm cho mình hơi lo, nhưng mà một phần là cũng phải sống chung với nó thôi chứ không thể nào mà tránh né nó hoài được ha. Nhưng mà dù gì thì cố gắng giữ sức khỏe. Mấy hôm nay nó nóng đến độ mà Tuấn tìm những cái chai nước hoa mùa hè ra để sử dụng liên tục để giải nhiệt, và vô tình thì ngày hôm nay Tuấn lôi ra một cái chai Tuấn mua cũng khá lâu rồi nhưng mà cứ để như vậy. Thì đợt vừa rồi có một cái anh khách hàng thân của Tuấn á, lên chơi thì có mở ra cho anh thử, thì đó là cái chai của Roja. Roja thì hiện tại á, nó đang đao giá xuống khá là tốt cho anh em sưu tầm, anh em mua. Tuấn nghĩ là nó có hai cái lý do chính, đó là suy thoái kinh tế thì nên cái giá đồ này kia thì hãng cũng phải đao xuống chút xíu, và cái thứ hai nữa là Roja đang dần dần thương mại hóa để tiếp cận được nhiều cái thị phần người tiêu dùng hơn, cho nên họ không thể nào mà họ cứ giữ vững cái thông điệp là hàng tôi limited, chỉ có những người thật sự có tiền giàu rồi thì kia mới mua, cho nên giá hiện tại gray market ở Việt Nam thì cho những cái chai Roja khá là tốt, tốt hơn rất nhiều so với cái giai đoạn khoảng 2-3 năm trước ha. Thì sẵn đây giống như mọi người thấy đó, lâu nay tôi đâu có kê nhiều về nước hoa mắc tiền, và nhất là những cái chai mà mình phải trả thêm những cái chi phí cho thiết kế bao bì mẫu mã packaging này kia, nó cảm thấy nó phí. Cho nên là gần đây mọi người thấy là Tuấn bắt đầu kéo dần dần về những cái chai Roja, thì mọi người thấy là cái hãng này nó cũng đã bắt đầu đao giá xuống thì mình mới chú ý để mình mua thôi. Và mới gần đây nhất Roja thì Tuấn review một chai mùa hè, đó là chai Oceania, mình khá là thích ha, tại vì nó theo concept mùi của Elysium, rất là thanh, rất là thoáng, nhẹ nhàng và mát mẻ, nhưng mà còn thêm một cái nốt mùi muối mặn mặn của nước biển nữa, cho nên là cái chai Oceania thì Tuấn khá là chịu. Chỉ có một cái điểm mà mình cảm thấy nó không có outstanding là vì nó không có bước ra khỏi cái DNA của Elysium, nó vẫn cái kiểu tông mùi kiểu như vậy, cho nên mình hơi bị thất vọng về chuyện đó. Nhưng mà xét về mùa hè thì xài Oceania cũng rất là tốt. Hôm nay thì Tuấn mò ra cái chai này, đó là chai Burlington 1819. Tuấn nghĩ nó rất là khá là hợp với lại cái mùa hè nóng ở Sài Gòn hiện tại ha. Nóng quá, 37 38 độ hàng ngày, phải nói là mình đang đứng và mình thay áo liên tục tại vì nó ra mồ hôi, rồi mình đi tắm thì kia rất là nhiều nữa. Đây là cái chai mà Burlington là một cái trung tâm thương mại ở hình như ở Anh, và 18 19 không hiểu cái con số này là gì, địa chỉ hả? Không biết. Nhưng mà ông này ông ra cái chai này với cái concept là kỷ niệm cái trung tâm thương mại đó. Cái hộp thì thiết kế nó dày, nó hơi bị rình rang u. Mọi người cẩn thận khi rút những cái hộp này ra nha, rớt chai cái thấy bà luôn. Thì cái chai này á, thiết kế cái hộp nó màu đen, có một cái lớp vải dưới cái đế ha, và cái đế nó chất chất nghiêng nghiêng kiểu này nè, để khi chúng ta mở ra thì cái chai nó nghiêng nghiêng, nó ngửa bụng ra cho mình xem. Và trên cái tem của cái chai này là giống như cái cổng, mà tôi nghĩ đây là cái cổng của Burlington ở bên cái khu Burlington ở bên đó. Thì cái nắp nó là đá màu trắng hơi ngà ngà, có ánh ánh ngà ngà. Hai bên hông thì có cái chai là Roja Parfum. Nói chung thiết kế của Roja thì đâu đó nó dạy chai 100 ml thì nó sẽ vuông kiểu này, và cái nắp đính đá. Đây là những thứ chúng ta phải trả tiền, hơi phí, nó không có quá quan trọng về cái chuyện này. Không ke thì Tuấn chỉ ke về mùi thôi. Thì chai này á, hôm trước lấy ra xịt cho một anh khui siêu, xịt cho một anh bạn khách hàng quen của Tuấn á, thì thấy cũng được. Bây giờ Tuấn sẽ xịt lại.
xịt rồi nhưng mà không có cái gì để lưu dấu ấn mà làm cho mình nâng nâng, thì mọi người cũng biết là những cái là cái chai này nó cũng không có mang lại cho mình một cái cảm quan gì quá xuất sắc để mình ghi nhớ nó và mình nâng nâng mình review nó. Và bây giờ gần như là review và cảm thụ lại những cái nốt này ngay từ đầu vậy đó. Ok, thì Tuấn chỉ nhớ nó là một cái chai nó thuộc về tông mùi mát mẻ và hợp cho mùa hè thôi. Chai này á, một cái chai mà mở màn mọi người bắt gặp nó rất là bình dân học vụ luôn, đó là mùi bạc hà và mùi citrus mà Tuấn nghe ra khá là rõ nốt chanh trong cái chai này. Và cái mùi bạc hà nó làm cho cái chai này nó mở màn ra một cái sự mát mẻ và sảng khoái. Thì xét về một cái chai của Roja với cái giá chúng ta mua nó khá là cao, mặc dù Grand Market bây giờ nó rớt xuống khoảng trên dưới 10 triệu hoặc ít hơn chút xíu, nhưng mà cái tông mùi này thì thật sự nó không có đến cái mức độ mà gọi là quá quá outstanding, quá nổi bật. Một cái kiểu tông mùi citrus và lên một cái mùi bạc hà rất là dễ nhận biết. Bạc hà thì mình cảm thấy nó không, mình không có mê cái nốt này, tại vì chắc là chúng ta tiếp cận với bạc hà ở cái những cái vật dụng hoặc là những cái gì đó đồ gia dụng nó nhiều á, đâm ra Tuấn thấy cái mùi bạc hà nó khá là thường. Nhưng mà những ai thích bạc hà thì đây là một chai bạc hà khá là rõ. Trên một cái nền của citrus mà nổi bật nhất là cái mùi chanh xanh, nó chua, nó juicy, nó mọc và nó tạo cho chúng ta cái cảm giác rất là fresh ngay từ đầu luôn. Và khi mà chúng ta ngửi sâu á, thì Tuấn nghe ra một cái kiểu mùi của kiểu hơi có một chút gì đó nhẫn nhẫn và hơi cay cay kiểu của gia vị á. Nhưng mà những cái mùi khác của cái chai này á, nó gần như nó bị áp đảo bởi cái tông mùi citrus và bạc hà nó bừng bừng ngay từ đầu luôn. Đó thì cái kiểu nó hơi cay cay và hơi thổ thổ nhưng mà nó không làm phá đi cái thường, thì khi mà các bạn ngửi gia vị ấy, các bạn sẽ cảm giác nó bị nóng bị ấm và chỉ hợp với thời tiết lạnh thôi. Nhưng mà cái này nó giống như là chỉ làm nền cho cái tông mùi mát của cái chai này, nó làm cho cái chai này nó có một chút gì đó nó cứng cứng ở cái phần cái hậu vị của nó đó, làm cho cái chai này nó nam tính. Chứ còn mà nó không có phá đi được cái hai cái nốt mở màn, nó rất là mát, nó rất là fresh. Chai này á thì Tuấn lần trước khi Tuấn thử với anh bạn á thì độ bám của nó khá là tốt nha, trên da mình thì nó rơi vào khoảng khá thôi, mức độ khá thôi, 6-7 tiếng trên da, còn có thể nói là nguyên một cái buổi á. Nhưng mà xét về cái giá tiền và cái hiệu năng này đối với Roja thì Tuấn lại không không chịu lắm, tại vì với cái số tiền chúng ta bỏ ra thì Tuấn expect nó phải ở cái mức độ nó trâu chó hơn, chứ không cái này thì cỡ mùi thì cũng ở cái phương diện làng nhàng, kiểu mùi làng nhàng, độ bám độ cỏ cũng chỉ mất ở mức khá tốt thôi, chứ không phải là một cái hiệu năng khủng. Cho nên nhìn đi nhìn lại thì cái chai này thật sự là cái mùi chanh trong chai này nó cũng có chiều sâu đó, mùi bạc hà nó cũng có một cái gì đó nó rất là thật. Nhưng mà xét về mùi chanh xanh trong chai này thì Tuấn không thích bằng nốt chanh trong chai Neo của Sergio. Và bạc hà thì nó tạo cho Tuấn cái cảm giác làm cho cái chai này nó bị bình dân học vụ, tại vì căn bản là mình đang đổ mồ hôi nữa nè. Căn bản là Tuấn không thích nốt bạc hà. Nó làm cho Tuấn cảm thấy nó giống như mấy cái đồ gia dụng, kem răng hay là ba cái dao cạo bột, bọt cạo râu. Bạc hà chưa bao giờ mình thích trong nước hoa cả, nó chỉ tạo cho chúng ta cái cảm giác mát hơn thôi, chứ còn đối với Tuấn thì cái mùi bạc hà Tuấn không có mê. Tuấn nghĩ là chai này Tuấn chỉ cho nó 8 điểm, với bị trừ điểm là do cái giá tiền và mùi nó không có cái gì đặc biệt. Thật sự là chai này một cái chai rất là hợp mùa hè, có một cái hậu vị của một số những cái nốt gia vị hay cái gì đó, nhưng mà nó không có sang, nó không có đẳng cấp, nó không có tạo cho chúng ta một cái gì đó nó quá outstanding nổi bật. Và
xứng đáng với cái số tiền chúng ta bỏ ra. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi qua những đánh giá của Rantica. Tại vì quay đi quay lại thì Tuấn chỉ nghe rõ ràng mùi chanh, mùi bạc hà và một chút cái nền của nó có lên một chút gia vị, một chút gì nó hơi có một độ cay cay ở trong cái chai này thôi. Còn lại thì nó không có tạo cho Tuấn một cái cảm giác gì là sang trọng hay là với xứng đáng với giá tiền hết. Thì chai này là chai ra đời năm 2020, là mới 3 năm thôi. Burlington 1819 được chấm 4.23 điểm, có nghĩa là khoảng 8 điểm rưỡi trên 10. Đối với Tuấn thì chai này nó không xứng đáng với cái giá, với số điểm như vậy. Tuấn chỉ cho nó khoảng 8 điểm thôi. Gọi là nó mát, đảm bảo được cái vấn đề là mát mẻ, sảng khoái, dễ chịu trong mùa hè. Sử dụng tốt vào mùa xuân mùa hè, ok đúng rồi. Tông mùi chủ đạo là citrus, warm spicy. Thật ra warm spicy nó gọi là cũng cái mùi gia vị á, cái kiểu mùi gia vị, nhưng mà nó không tạo cho cái chai này có cái độ nóng. Và chỉ có khoảng 424 người bình chọn cho chai này, là một cái thị trường nó cũng không có nhiều ha. Top note bao gồm grapefruit, mùi bưởi, mùi lime, mùi bưởi to hơn mùi chanh, nhưng mà Tuấn lại nghe mùi chanh nhiều hơn mùi bưởi nha. Bây giờ nó lại có một cái DNA của, một chút DNA của Elysium nữa rồi. Thật sự là Roja nó khá làm cho Tuấn hơi bị chán nản, vì những cái chai Roja đâu đó nó lanh quanh trong những cái DNA của nó. Nó lanh quanh trong những cái base, những cái gốc của nó. Chứ nó không có cái gì nó vượt trội ra mà cứ ra like này like kia, chai này chai nọ, kiểu như là bình mới rượu cũ á. Rồi đâu đó nó chỉ đẩy lên một nốt này một nốt kia. Tuấn nghĩ đây là một cái dạng gọi là hãng nó cứ kích thích người ta sưu tầm, kiểu như flanker á. Chứ còn mà gọi là để mà outstanding ở những cái nhóm mùi mát, nhóm mùi citrus, nó cứ lăn quanh lộn quẩn trong những cái nhóm mà Tuấn giống như Oceania hay chai này bây giờ, nó lại lên một chút cái vibe của Elysium. Có nghĩa là ba cái chai này nó khá là có cùng một cái DNA như vậy. Top note, base note, base note có nghĩa là chỉ có tầng hương đầu và tầng hương hậu thôi, chứ nó không phân ba tầng bình thường như những chai khác. Top note là bưởi, chanh, bạc hà, cam đắng và quýt. Tuấn nghe rất rõ mùi bạc hà và chanh, còn bưởi thì Tuấn không nghe rõ. Bitter orange, mùi cam đắng, nó tạo cái vị chát chát trong cái nhẫn nhẫn ở trong cái vỏ, cũng không nghe rõ luôn. Mùi quýt không nghe được luôn. Base note là một dọc khoảng 15 nốt mùi, nhưng mà được bình chọn nhỏ nhỏ như nhau. Có rượu rum, gừng, thuốc lá, không nghe rõ mùi thuốc lá, lâm viên hương, xạ hương, gỗ cashmere, cumin là cái hạt thì là, cinnamon, quế, oak moss, rêu sồi, patchouli, vanilla, benzoin, gỗ tuyết tùng, saffron, labdanum. Rất nhiều nốt, nhưng mà Tuấn chỉ nghe một chút cay cay và hơi có một chút gia vị ở trong cái chai này, chứ không nghe rõ nó là một cái nốt gì cả. Căn bản túm lại, đây là cái chai mà Tuấn nghe ra mở màn nó là chanh bạc hà, và có một cái vibe của Elysium ở cái phương diện nó hơi ngọt ngào trái cây ở cái hậu, khi những cái mùi chanh nó bắt đầu nó phai xuống, bạc hà nó phai xuống xíu á, và một chút cay cay ấm ấm của gia vị, hơi cay cay the the và không hề tạo nên cái độ nóng. Thì chai này tôi nghĩ là cực kỳ hợp với mùa hè. Còn mùi thì không có một cái gì đặc biệt cả, thật sự là không có một gì đặc biệt và tạo nên cái cảm giác sang trọng như chúng ta trông đợi về Roja. Thì cái chai này hoàn toàn nó fail về cái độ sang trọng. Độ bám, độ tỏa thì Frantica cũng bình chọn là bám tỏa thuộc dạng long last eternal, độ bám no. Tôi nghĩ nó chỉ ở mức khá tốt thôi, ở tầm 6, 7, 8 tiếng ở trên da, chứ không đến mức độ mà eternal là trâu, không có, không được. Độ tỏa thì tỏa mạnh, ok đồng ý. Chai này tỏa khá là tốt, trong cái khoảng 1, 2 tiếng đầu nó tỏa khá là tốt luôn. Không có gì đặc biệt. Ok, vậy thôi, 8 điểm, không cho hơn được. Trừ điểm về cái giá của nó và cái rình rang trong cái thiết kế của nó không đáng cho chúng ta mua. Nếu các bạn nào thích Roja thì chơi, giá tốt, ôm về ok. Còn nếu mà gọi là với cái tầm tiền khoảng 9-10 triệu, chúng ta có nhiều option tốt hơn, và chúng ta có thể có nhiều option, chúng ta mua được 2 chai dành cho mùa hè. Còn lại Burlington 18-19 mình cũng sưu tầm là chủ yếu, chứ còn mà gọi là quá thích cái tông mùi này thì cũng không thích lắm. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi qua chai thứ hai, đó là chai Manhattan. Hồi nãy là Burlington là ở Anh, thì Manhattan là ở Mỹ, một cái khu vực, một cái quận gọi là sầm uất nhất của New York. New York đã là cái thành phố sầm uất nhất
nhất nhì thế giới rồi, thì Manhattan lại là cái khu trung tâm tập trung dân nhà giàu. Thì cái cha này Tuấn cũng đã khui siêu ra mở dịch cho một người bạn khác tới, và tới bây giờ thì mình gần như mình quên, có nghĩa là nó lại một lần nữa không tạo cho Tuấn một cái ấn tượng gì sâu sắc và đừng nâng để mà mình ghi nhớ và mình phải review liền là mọi người hiểu rồi. Nó không quá ấn tượng. Thì chai này trước đây thì Roger Tuấn nghe là đã ra một cái chai này ở phiên bản màu đen, giới hạn có khoảng mấy chục chai thôi, dưới 100 chai. Và bây giờ kiếm mấy cái chai đó rất là mắc, cho nên cái hãng này bây giờ ông này ổng lại muốn ra cái này theo dạng thương mại, cho nên ổng ra cái bản màu trắng này với cái giá bán nó rẻ hơn nhiều để cho tiếp cận được nhiều người hơn. Thì concept của cái chai này là cái hộp màu trắng ha, nhìn nó khá là bánh bèo. Cái tòa nhà này là một cái tòa nhà iconic, gọi là một cái tòa nhà nổi tiếng ở Manhattan, New York, mình quên tên rồi. Rồi vậy đó, nó giống như cái concept mà mấy cái tòa nhà này của cái line Trung Đông của Roger ha. Trên chai cũng vậy ha, cái tem nó có hai cái hình, hai cái tòa tháp hai bên giống như cái chai Trung Đông mà mình đã review rồi nè. Đây có hai tòa tháp hai bên, nhưng mà cái tháp này là cái tháp ở New York. Rồi nắp cũng là cái nắp y chang chai Burlington luôn, màu trắng và hơi chuyển qua ngà ngà. Mọi người chú ý nha, cái tem ở trên chai á thì nó sẽ có một cái lớp ni lông này nè, để nó bảo vệ, nó chống trầy, cho nên là đâu đó sẽ có một vài chai cái lớp ni lông này nó bị bong bóng ở trong này. Cái mấy bạn có nhắn tôi, ủa sao cái chai mắc tiền mà cái tem nó xấu vậy, thì lột cái này ra thì nó sẽ đẹp lung linh. Còn các bạn đã muốn giữ cho nó đẹp hoài thì cứ để cái lớp ni lông này ở ngoài giống như cái lớp ni lông bảo vệ thôi. Juice màu, ủa cái chai Burlington nãy là màu gì ta, Burlington juice à, cũng màu vàng nhạt. Còn cái chai này màu vàng đậm hơn, Burlington thì màu vàng nhạt. Còn cái chai Manhattan này thì cái màu vàng nó đậm hơn một chút thôi, cũng màu vàng đậm hơn một chút xíu thôi chứ không có nhiều. Ok. Mới ngửi vòi thôi là Tuấn nghe ra cái kiểu mùi hơi béo béo, kem kem, ngọt, vani, cái kiểu như vậy. Chai này thì Tuấn nghĩ nó không hợp với mùa hè lắm, nó hợp với mùa xuân, mùa thu. Kiểu tông mùi của ngọt ngào, một chút gì đó hơi ngọt mọng của citrus mở màng, sau đó đẩy lên rất là rõ nét mùi vani, một cái nốt vani khá là đặc thù và rõ nét như là vani của ani á, trong Chinese ani, và một chút gì đó béo béo của dừa. Chai này nó có cái độ, nó làm cho Tuấn liên tưởng tới một chút gì của Enigma với cái nốt thuốc lá nhẹ và hổ phách. Nó làm cho cái chai này nó có một chút gì đó kiểu lên mùi thức uống á, hơi hơi có cái nét của Enigma. Nhưng mà cái mùi vani trong cái chai này nó khá là ngấy, nó khá là béo. Mình nghĩ là nó có nước dừa với loại vani, nó làm cho cái này nó đẩy lên cái độ ngọt và độ béo. Vẫn là một cái chai sáng chứ không tối, nhưng mà nó có một cái độ ngọt. Các bạn nào không thích ngọt thì skip chai này. Thực sự đây là cái chai mà gợi nhớ với Tuấn những cái chai của nhiều hãng khác hơn, và ở cái mức giá rẻ hơn rất nhiều. Một chút gì đó hơi giống Replica Jazz Club ở cái nốt thuốc lá và tạo cái cảnh hơi rượu rượu á. Ôi xem chết, thôi vừa vô rớt chai thế bà. Một chút gì đó của Enigma ở cái nốt hổ phách, và kiểu thuốc lá hổ phách nó làm cho cái chai này nó có cái độ hơi nước ngọt, hơi nước, hơi cái kiểu ấm ấm cay cay cái mũi á. Vani này thì lại gợi nhớ Tuấn tới cái nốt vani trong chai Ani và mùi dừa. Thật sự là mũi mình chỉ detect ra được khoảng 4 mùi cơ bản trong chai này. Một thoáng citrus ở ban đầu, không rõ mùi cam chanh gì nha, chỉ là một cái độ ngọt mọc ngọt của cam hoặc là quýt, và sau đó ngay lập tức là nó đẩy lên cái mùi vani rất là rõ nét. Rồi một chút thuốc lá mật, một chút, không phải thuốc lá mật ong hả, thuốc lá mật ong, thuốc lá và vani,
thuốc lá vani, nhưng mà có một chút gì đó của hổ phách nó làm cho giống giống cái mùi của Enigma nữa. Diễn tả sao ta? Cái mùi khá là rối trong da này đó, nhưng mà quanh đi quẩn lại thì là mùi vani, thuốc lá, một chút tôi nghĩ là có mật ong. Mật ong và hổ phách nó cứ làng nhàng, mọi thứ nó cứ bình bình chứ nó không có một cái gì, cũng lại là một cái chai không có một cái nét đột phá gì cả so với cái giá tiền và concept, rồi thêm những cái ý tưởng của họ làm về, của cái khứa này làm về cái nhà này, à làm về cái chai này. Thật sự là nó cứ làng nhàng, nó bình bình á. Thì yêu cầu mọi người, yêu cầu Tuấn review thì Tuấn mua về review, và mình ở cái phương diện là collector, là sưu tầm thì mình sưu tầm cho có. Chứ thực ra cái mùi này nó rất là bình dân học vụ, chứ nó không có đến cái mức độ là sang trọng, không phải là nó quá bình dân đâu, nhưng mà nó không có cái gì đột phá cả. Một chai nữa Tuấn lại cho khoảng chỉ 8 điểm thôi, không nhiều hơn được. Mùi vani này xài trong cái mùa hè này hơi bị ngấy nha, hơi bị mệt nha. Có mùi dừa, cam chanh, vani, dừa, thuốc lá, một chút mật ong và một chút hổ phách. Đó là những cái nốt, khoảng 6 nốt mà mình detect được trong cái chai này. Hết. Nó làm gợi nhớ cho Tuấn đến một chút Jazz Club, một chút Annie, một chút Enigma. Thuốc lá trong chai này không rõ, nhưng mà nó làm cho mình liên tưởng tới một chút gì đó hơi men men của Jazz Club. Nó có chút rượu ở trong này, cảm giác như vậy. 8 điểm, không hơn. Thuộc về một cái chai thuộc về mùa mùa thu đi, mùa xuân cũng hợp lắm, tại vì nó không quá đến mức độ mùa thu, kiểu xuân thu ở trời mát mát, ấm ấm mát mát, cái kiểu như vậy chúng ta xài chai này được. Nó làm cho Tuấn liên tưởng tới kiểu như đi hẹn hò buổi tối, nó ngọt ngào, nó cũng nịnh mũi chung chung. Chứ outstanding hay có một cái gì đó nó nổi bật xuất sắc thì không có luôn, không có. Cảm thấy nó cũng làng nhàng, nó không có cái gì đặc biệt. Nếu mà gấp 4, gấp 5 lần một cái chai ở cái con mùi kiểu như thế này thì cũng không đáng lắm. Mình không có quá nừng nưng với chai này. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua Frantica đánh giá thử coi là Manhattan nó ra sao. Manhattan Eau de Parfum. Tông mùi chủ đạo Warm Spicy chấm được có 3.86 điểm trên 5, có nghĩa là khoảng 7 điểm 75 trên 10, đúng là như vậy. Nó không có cái gì, mà chỉ có 79 vote thôi. Cái số lượng người sử dụng chai này cũng không có nhiều. Chai này người ta bình chọn là phù hợp vào mùa xuân, mùa thu, mùa đông. Mùa hè không hợp, đúng đồng ý, không hợp với trời nóng đâu. Tầng hương đầu bao gồm basil, lá húng tây, bergamot, lavender. Chỉ cảm nhận được một chút mùi citrus rất là nhẹ ở trong cái chai này thôi, chứ không có rõ mùi bergamot ha. Hai cái nốt mùi aromatic là basil và lavender cũng không nghe được luôn. Tầng hương giữa bao gồm nốt dừa rất rõ, hoa nhài, một số loại hoa khác như hoa vòi voi, hoa hồng, hoa violet. Không nhận cảm nhận được nhiều mùi hoa trong chai này. Nốt dừa có, nốt dừa tôi nghe ra cái độ béo. Tầng hương cuối bao gồm tobacco, thuốc lá, vani, không có mật ong. Vani và thuốc lá rất là rõ nét. Sau đó là một loạt những cái nốt tạo nên cái cảm giác của ship như là lá thông, vetiver, gia vị bao gồm quế, hồi, gừng, tiêu, patchouli, rêu sồi, gỗ đàn hương, gỗ tuyết tùng, benzoan và xạ hương. Tóm lại một cái tổ hợp mùi, khi nhìn vô cái này chúng ta sẽ hình dung nó khá là rối, nhưng mà đối với Tuấn thì Tuấn nghe ra tông mùi béo, kem, ngọt của vani, dừa rất rõ nét, và sau đó là một cái hậu kiểu thuốc lá và mật ong, thuốc lá, cái kiểu thuốc lá và một chút men men cái cây ở trong cái chai này, giống gần gần với lại cái mùi của Jazz Club. Chứ nếu mà thuốc lá mật ong mà nói, nếu mà thuốc lá mật ong nó bình chọn, thuốc lá vani này nó bình chọn to, thì Tuấn thấy cái mùi thuốc lá nó cũng không đến mức độ là nó quá nồng nặc hay đậm đặc ở trong cái chai này đâu. Một cái chai cũng định mũi chung chung, bình thường, không có gì xuất sắc nổi trội để mà chúng ta phải rớt một cái số tiền
7, 8, à, 8, 9, 10 triệu để chúng ta hốt cái chai này về sưu tầm thôi, chứ cũng không có một cái giá trị gì quá đặc sắc. Nói chung là hai chai này nếu mà của Roja, nếu mà một cái hãng khác bán khoảng 4 triệu đổ lại thì mình cảm thấy ok, happy. Nhưng mà với Roja, với cái mức giá bán gấp đôi gấp ba, mình không khuyên các bạn mua chai này về để sử dụng, trừ khi các bạn yêu thích nhà Roja, thích cái thiết kế, thích cái nắp, thích cái thương hiệu thì các bạn chơi trong giai đoạn này giá khá tốt để các bạn mua về sưu tầm. Chứ còn nếu cũng một lần nữa, nếu với cái tầm giá đó chúng ta có những option tốt hơn, chúng ta có những cái option có thể nói là không thua kém cạnh gì cả và cái giá nó thấp hơn rất nhiều để chúng ta mua. Hai chai này thì thật sự là mình hơi thất vọng về Roja, về hai cái chai này, và chỉ cho 8 điểm thôi, không hơn. Đó là tất cả những gì về Roja Burlington 1819 và Manhattan. Hai phiên bản Roja mình mua về ở phương diện sưu tầm, chứ còn khuyên thì không khuyên các bạn mua, và các bạn nên thử mùi trước khi các bạn rớt tiền cho hai chai này. Vì đối với Tuấn thì hai chai mùi này á, nó nịnh mũi, ok, nịnh mũi đó, kiểu chung chung nịnh mũi, ok đó, ai cũng ngửi được, ai cũng có thể khen hoặc là ngửi được thích cái mùi này. Nhưng mà với cái giá tiền và cái thương hiệu này chỉ làm ra được những cái tông mùi như thế này thì Tuấn không chấp nhận nha, Tuấn không chấp nhận với cái mức giá như vậy nha. Đành đoạn giống như có một cái suy nghĩ là chúng ta Tuấn phải trả thêm tiền cho cái nắp và cái packaging của nó để sưu tầm thôi, chấm hết. Chứ còn những cái tông mùi này nó không tạo cho Tuấn một cái gì xuất chúng nâng nâng để mình phải sắm cho bằng được và mình phải hứng thú để mình review thì không. Nó chỉ dừng lại mức độ là trung bình. Độ bám của cái thằng Manhattan á, thì với lần trước mình trải nghiệm cũng như là tham khảo ý kiến của mọi người thì nó bám ở mức tốt hơn thằng Burlington một xíu, ở tầm mức khoảng 7 tiếng 8 tiếng, chứ còn mà gọi là bám trâu thì cũng không đến mức độ trâu đâu. Và cái mùi nó nhẹ nhẹ thoang thoảng kiểu vậy, chứ nó không có đến mức độ quá cao. 8 điểm cho cả hai chai, khuyên các bạn mua sưu tầm để cho nó đẹp chân, hoặc là bạn yêu thích Roja thì mua, còn để mua dùng với số tiền này chúng ta nên lựa chọn option khác, chấm hết. Cần thêm thông tin gì về order và review khoa thì hãy liên hệ bên công tác Tuấn để ngay đây. Hai chai 8 điểm và không có gì nổi bật. Nếu mà xét với hai cái chai lần trước Tuấn review là Oceania và chai gì Roja Trung Đông này nè, chai này chai gì quên bạn nó tên rồi, Qatar hay cái gì đấy quên rồi, không phải Qatar, thì hai chai trước Tuấn thích hơn, còn hai chai này Tuấn không mê lắm. Hẹn gặp lại mọi người vào clip sau xíu.